Bây giờ chúng ta sang cái phần cuối cùng, là cái phần mà trong cái bối cảnh như này thì nhà đầu tư nên hành động như thế nào, đúng không? Đó là điều quan trọng nhất. Thế thì mình cũng đi thẳng vào câu hỏi luôn, đúng không ạ? Với ba câu hỏi, tùy các cái panelist có thể chọn trả lời ha, hoặc là trả lời hết cũng được. Một là nhà đầu tư hành động thế nào trong bối cảnh thị trường diễn biến với độ biến động lớn và khó lường như này. Thứ hai là cái cách tiếp cận mới, đúng không? Ngày xưa này là chúng ta chỉ chủ yếu giao dịch cổ phiếu không? Bây giờ nếu mà nhìn dưới góc độ lập kế hoạch tài chính cá nhân và đầu tư trọn đời như cái kiểu là cái sản phẩm mà đi qua Phương Trí mà anh Tuấn là người đang lead cái team này ra, thì chúng ta sẽ tiếp cận như nào trong cái bối cảnh như này? Đồng thời thì cũng rất là mong các bạn đầu tư chia sẻ với các nhà đầu tư là các kênh tài sản trong cái trường hợp này người ta lựa chọn ra sao trong ngắn trung và dài hạn như nào. Thì chắc cái này xin mời Dũng trước đi, chia sẻ. Với các cái trường phái đầu tư khác nhau, có thể là đầu tư ngắn hạn hay đầu tư dài hạn, thì sẽ rất là khó để đưa ra một cái công thức cụ thể, nhưng ít nhất thì tại thời điểm hiện tại mình có thể nhìn thấy là trong quý 1 này và earning của các doanh nghiệp sắp ra, earning season sắp ra thì trên toàn thế giới là đều rất là xấu. Thế thì vào cái thời điểm đó và trong cái bối cảnh là dịch vẫn tại thời điểm đấy chắc là cũng sẽ chưa có gì tiến triển tốt hơn, thì rõ ràng là cái áp lực đi xuống của thị trường nó sẽ vẫn tồn tại đến cái thời điểm đấy. Thế thì tại cái thời điểm đấy thì có lẽ là cái áp lực margin nó cũng sẽ đã bớt đi tương đối nhiều rồi, bây giờ đã là giữa tháng 3. Thế thì đầu tháng 4 thì có thể nó sẽ là một cái thời điểm để mọi người có thể cân nhắc trong cái việc giải ngân ngắn hạn cũng được mà dài hạn cũng được. Cái đó chỉ mang tính chất là lúc đó là giá cổ phiếu nó cũng tương đối rẻ so với quá khứ mà thôi. Và cái thời điểm đấy có lẽ là cũng dịch nó cũng đang ở cái thời điểm đỉnh điểm. Thường thì thị trường chứng khoán bao giờ nó phản ánh trước, nghĩa là lúc đó thì là có thể là đến cái giai đoạn giả sử mà về sau đấy cái lượng người nhiễm nó bắt đầu giảm đi thì thị trường nó sẽ có những cái dao động mà tích cực hơn theo chiều ngược lại. Bởi vì hiện tại là Fed, tất cả các central bank đều đang bơm rất là nhiều tiền vào trong thị trường, và người ta sẽ chỉ tập trung vào cái chuyện là bao giờ dịch có thể tạo đỉnh thì là sẽ có cơ hội để có thể đầu cơ. Tôi nói đây rõ ràng là đây đầu cơ, tại vì mình biết rõ là nền kinh tế nó sẽ bị ảnh hưởng tương đối lâu, thì bây giờ câu chuyện chắc chắn đây chỉ là đầu cơ. Thì cái thời điểm có thể cân nhắc trong cái việc giải ngân thì có thể là vào lúc mà các doanh nghiệp ra báo cáo kết quả kinh doanh quý 1. Và theo anh là chỉ là kiểu đầu cơ mang tính chất ngắn hạn thôi, đúng không? Thế còn nếu mà nhìn dài hạn hơn thì dài hạn hơn thì rõ ràng là chúng ta phải chọn vào cái việc chọn vào cổ phiếu. Nếu mà bởi vì là rõ ràng là có những cái doanh nghiệp mà ví dụ kinh doanh cái doanh nghiệp của họ là 4.0 chẳng hạn, công nghệ chẳng hạn, thì cái ảnh hưởng của nó sẽ tác động sẽ ít đối với thị trường, hoặc là những cái doanh nghiệp như tiện ích như điện nước thì ảnh hưởng nó cũng không lớn. Thế thì cái thời điểm đấy hoàn toàn là có thể nghĩ đến câu chuyện giải ngân dài hạn. Còn giải ngân ngắn hạn mà muốn tìm những cái cổ phiếu mà discount quá sâu so với bản thân nó thì cái đấy mình phải hết sức cân nhắc trong cái việc quản trị rủi ro. Nghĩa là lúc nào cũng có cơ hội để cho mình chọn giữa hai phương pháp là đầu cơ và đầu tư. Ok, qua đến Vũ Khoa thế này. Em xin tiếp cận theo cái hướng là các kênh tài sản đi. Thì mọi người em cũng vẫn muốn bảo vệ cái quan điểm là chúng ta đang cả thế giới đang chuẩn bị bước vào cái giai đoạn là giảm phát deflation. Thì trong cái bối cảnh như thế thì trong lịch sử đã chứng minh là luôn luôn có một cái tài sản mà đi ngược lại cái tài sản khác, đấy là trái phiếu. Đặc biệt là những trái phiếu có tính an toàn cao sẽ đảm bảo được cái khả năng giữ gìn tài sản của chúng ta. Thì
có lẽ là cái lời khuyên tốt nhất là nên đặt cái tài sản của mình vào một cái kênh đầu tư trái phiếu có độ an toàn cao như thế, chúng ta lưu giữ được tài sản, vì đấy là cái tài sản chống đỡ được inflation tốt nhất. Rồi, ok. Anh Tuấn có bổ sung gì về cái view của anh nhà đầu tư nên đọc thế nào? Tôi rất đồng ý với quan điểm anh Khoa là đi theo hướng chứng chỉ, tức là cổ phiếu ấy, à trái phiếu tự động. Vì khi mà cái việc bơm tiền lên rất là mạnh như thế thì cái chu kỳ mà cái tổng vốn ấy, cái lãi suất vốn nó sẽ tiếp tục giảm đi. Ví dụ như là những năm qua chúng ta chứng kiến rằng là chứng chỉ quỹ trái phiếu một số các quỹ lớn trên tại Việt Nam này rất tăng rất là mạnh, lên đến khoảng 14-15% một năm. Cái nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cái lãi suất của trái phiếu chính phủ giảm rất là mạnh. Điều đó tôi nghĩ tin rằng là việc mà nắm giữ chứng chỉ quỹ trái phiếu trong thời gian tới, cái kiểu chứng chỉ quỹ trái phiếu chính phủ nhá, thì nhiều khả năng là sẽ tiếp tục outperform đúng như anh Khoa nói. Nhưng mà khi mà tôi đứng ở góc độ mà các kênh tài sản ấy, thì tôi rất là bay ấy, tức là rất là thích cái quan điểm của Benjamin Graham. Nếu như mà quý vị anh chị đây cũng biết rằng là ông là người cha đẻ của cái đầu tư giá trị, thì ông ấy nói rằng là bạn cũng được biết rằng cái thị trường tài chính điên rồ thế nào đâu. Thế nên theo quan điểm tôi là vẫn là phân bổ là chính. Ví dụ như quan điểm của ông Benjamin là tối thiểu là ông phải giữ 25% cổ phiếu, tối đa cũng chỉ giữ 75% cổ phiếu thôi, số còn lại phân bổ trái phiếu. Tức là mình luôn luôn đi về bài toán phân bổ để trong trường hợp mà thị trường giảm thì tôi vẫn ăn được cái phần gap của trái phiếu chẳng hạn. Thị trường tăng thì tôi vẫn ăn được cái phần của cổ phiếu. Tuy nhiên cái việc phân bổ như nào nó phụ thuộc vào cái việc mà đánh giá của chính bạn trong cái thời điểm đấy. Là tôi nghĩ rằng là thời điểm này trái phiếu sẽ tốt hơn. Ví dụ đấy, thì có thể nếu như theo quan điểm của nếu chúng ta đang đi theo quan điểm rằng là trái phiếu thời gian tới sẽ tốt, thì tôi nghĩ rằng là nên đầu tư 75% vào trái phiếu chẳng hạn, 25% vào cổ phiếu. Chúng ta hoàn toàn để tái cân bằng và nhân bằng theo một phương án nào đó. Tuy nhiên thì đứng ở góc độ VinDirect thì chúng tôi mong muốn rằng là nhà đầu tư nên có thêm một số quỹ như kiểu phòng hộ này, là 12 tháng lương để phòng trường hợp bất chắc xảy ra, ví dụ gia đình bị ốm đau gì đó hay là mất việc. Hai nữa là những cái quỹ như kiểu hưu trí chẳng hạn đấy, bởi vì nếu như mà quỹ nhà đầu tư nhìn thấy rằng là qua cả thời kỳ khủng hoảng 2008-2009 mà mọi người cứ liên tục mua thì cái lợi suất của mọi người rất là tốt, thì hưu trí đang đi theo hướng như đó. Thì sau hai cái đấy thì mọi người phân bổ vào những cái tài sản khác ấy, thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều, vì chúng ta đã phân bổ được đa dạng hóa tài sản rồi, thì cái bước tiến của chúng ta rất là vững chắc. Thì đấy là điểm tôi đối với cả nhà đầu tư. Xin cảm ơn sẽ của Tuấn. Thế thì hồi nãy Tuấn có nhắc đến cái yếu tố là phân bổ tài sản cũng như gắn với cái chuyện mà xây dựng là cái quỹ phòng hộ này, vị trí này, kỹ năng này, thì nó liên quan khá là nhiều đến cái cách tiếp cận theo wealth planning hay là lifetime investing. Thì là một wealth planner mà đã trải nghiệm phục vụ khá nhiều khách hàng rồi, thì anh Tùng có thể chia sẻ với quý nhà đầu tư kỹ hơn là cái cách tiếp cận mới này nó khác với cách trước như thế nào không, và tại sao chúng ta nên làm cách này và cái cách tiến hành thì nên như thế nào? Mời Tùng. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái vòng đời đầu tư 10-20 năm thì việc thị trường giảm 20-30% như này là một việc gần như chắc chắn là sẽ xảy ra. Nếu mà cho vậy đây là nếu mà chúng ta đầu tư trong thời gian dài ấy, thì trong khi mà chúng ta đã có kế hoạch tài chính và phân bổ tài sản một cách phù hợp, thì nhiều khi những cái đợt thị trường suy giảm như này nó lại chính là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta mua trong đầu tư trong một thời gian rất là dài. Vậy quay trở lại câu hỏi là bây giờ chúng ta cần phải biết là chúng ta khi mà lập kế hoạch tài chính chúng ta đầu tư vì mục đích gì, đúng không? Thời gian đầu tư của chúng ta là trong bao lâu, trong ngắn hạn, trong dài hạn. Nếu mà chúng ta đầu tư trong vòng 1 năm chẳng hạn thì rõ ràng là trong môi trường biến động như này thì chúng ta nên phân bổ rất ít vào cổ phiếu. Còn nếu chúng ta phân bổ trong đầu tư trong 15 chẳng hạn thì đây lại là cơ hội rất là tốt. Và cùng với đó là chúng ta nhà đầu tư nên biết là cái khẩu vị rủi ro của mình như thế nào, đúng không? Mọi người cũng có thể là kinh nghiệm đầu tư của chúng ta nhiều hay ít, chúng ta có thể chịu được mức biến động là 10, 20, 30%. Nhiều rất là nhiều ngay cả nhà đầu tư chuyên nghiệp họ nghĩ rằng là họ có thể cái khả năng chịu được rủi ro của họ rất là cao. Nhưng trong một cái thị trường biến động rất là mạnh, đến lúc giảm 50% thì có khi họ cũng chấp nhận bán bất chấp mọi giá. Quay trở lại câu chuyện nó vẫn là chúng ta phải lập có cái kế hoạch tài chính đầy đủ và sử dụng các cái kênh tài sản cùng với cả cái phân bổ
nhiều kênh đồng ý với những anh em tôi nói là cổ phiếu, trái phiếu và tiền để đa dạng hóa kênh đầu tư, giảm thiểu rủi ro chúng ta và được chúng ta đầu tư trong vòng dài hạn. Với nhà đầu tư mà chuyên nghiệp mà thực sự là có khả năng phân tích và lựa chọn cổ phiếu thì có một số cái cách tiếp cận ở trong tình huống này như thế này. Một là họ giữ 100% là tiền mặt trong thời điểm này. Thì theo Tùng quan sát thấy là nếu mà chúng ta làm cách này thì nó thường là bearish quá, và khi mà thị trường phục hồi thì thường là họ không tận dụng được cơ hội. Ngược lại, nếu mà nhà đầu tư nắm giữ 100% cổ phiếu trong thời điểm này thì cũng rất là rủi ro, tại vì chúng ta nhìn vừa phân tích nhìn thấy là chưa biết là cái bối cảnh thị trường nó đi như thế nào. Cách tiếp cận thứ ba là họ mua những cổ phiếu theo cơ hội ngắn hạn, đúng không? Những cổ phiếu mà có được hưởng lợi trong ngắn hạn từ cái đợt sụt giảm này, ví dụ như là những công ty sản xuất khẩu trang chẳng hạn, đúng không? Hay nước rửa tay chẳng hạn. Tuy nhiên thường là khi mà chúng ta biết đến những thông tin đấy thì là cái bức tranh của chúng ta đã, bước chân của chúng ta đã muộn rồi. Thì cách mà Tùng khuyến nghị, nếu mà thực sự bạn có khả năng phân tích và lựa chọn cổ phiếu, thì nếu chúng ta mua những cái doanh nghiệp với chất lượng lãnh đạo và chất lượng lợi nhuận rất là tốt và có tiềm năng gần như chắc chắn sẽ tăng giá, tăng cái lợi nhuận lên trong 5-10 năm tới, thì là với cái mức giá đang giảm xuống mà lợi nhuận đang tăng lên, thì qua thời gian với cái danh mục 5-10 cổ phiếu như vậy thì Tùng nghĩ là với điều kiện là nhà đầu tư có khả năng phân tích và lựa chọn cổ phiếu thì Tùng nghĩ là cái danh mục đấy nó sẽ đạt kết quả tương đối rất tốt. Okay, cảm ơn Tùng và các anh em. Thế thì mình cũng nghĩ là gần đây nhất mình có đọc một cái bài chia sẻ rất hay của cái anh Mr. Musash, anh chàng mà có cái blog rất là nổi tiếng về tài chính cá nhân. Thì nhân cái vụ Covid thì anh ấy cũng có một cái bài chia sẻ là anh ấy bảo là thay vì bây giờ mình cứ phập phồng, mình cứ đoán không biết lúc nào là thị trường crash, đoán đáy đoán đỉnh, thì tốt nhất là chúng ta nên suy nghĩ theo một cách tích cực như này. Đầu tiên là mình suy nghĩ tích cực, mình sống tức là đầu tiên là cái lối sống của mình suy nghĩ tích cực và học theo kiểu là kiểm soát cái tài chính của mình và giữ sức khỏe của mình thật là ok, ăn uống để mà phòng vệ cái bản thân, thì đó cũng là một cách để mà giữ cho cái tài chính của mình nó ổn, là một mình, khi mình sống thì mình tiếp tục làm ra tiền thôi. Và cái thứ hai nữa là từ cái kinh nghiệm của chính anh Mr. Mozart, anh đã làm tài chính cá nhân rất là cẩn thận và đầu tư liên tục được đấy, thì anh bảo là nếu mà chúng ta đã làm tài chính cá nhân cẩn thận và đầu tư theo kiểu lifetime investing rồi, tức là cả cuộc đời mình có kế hoạch rõ ràng đầu tư, thế thì một thị trường mà sụt giảm đến 25-30% đó là cơ hội rất tốt để mà chúng ta có thể đầu tư được với cái vốn nó thấp hơn. Và ở đây phải nhấn mạnh là lifetime investing nha, dài hạn là như vậy. Đã ý là như vậy, là chúng ta cũng không có gì là phải bi quan trong trường hợp như này cả. Và hiện tại là khối đi qua dịch vụ quản lý tài sản cũng như là toàn bộ VNREX đang trong giai đoạn là triển khai các cái gói dịch vụ về financial planning, wealth planning và các cái loại quản lý tài sản xung quanh cái này, thì tôi cũng như là các panelist ở VNREX tin rằng là đây sẽ là một cái hướng mới mà giúp cho các nhà đầu tư chúng ta có thể có một cái cách tiếp cận là bài bản hơn, là nó an tâm hơn để mà chúng ta có thể xây dựng cho mình một cái sức khỏe tài chính tốt, và từ đó chúng ta có một cái sự an tâm trong đầu tư, kể cả trong trường hợp Covid, thị trường nó biến động như này thì chúng ta đầu tư mà vẫn ngủ ngon được. Thế thì xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian để mà quan tâm lắng nghe cái sự chia sẻ của các panelist hôm nay. Xin cảm ơn các chuyên gia đã dành thời gian ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người.